bệnh cho các con. Ủa Ni, em order gì? Ni chưa có. Hồng Ni muốn mắm đây nè, mấy ca đây, mấy ca đây, bên kia là bé Loan. Ủa bánh khọt hả? Đang tới, đang tới, đang tới. À, chị ơi, con bánh khọt, cơm gà giòn. Sáng hắn gì em? Bé Ni là cơm gà giòn. Ông bé Loan, bé Loan là cơm gà giòn, bé Ni là bánh khọt. Sáng hắn gì cô cưng? Luôn ăn phở thối giống chị phải không? Mắm hả? Bún mắm hả? Wow. Không, không, mẹ không xe, mẹ no quá rồi. Mẹ đủ rồi. Con đừng bỏ vô, vậy con gắp cái chén á, không con tràn nước rồi. À, ngon hơn con. Kêu đi, kêu miệng đi. Vậy, có bánh tầm bì nữa đó. Bánh tầm bì. Bánh tầm bì là biết món của ai không? Cả nhà biết món bánh tầm bì là món của ai không? Ai dạy Ngọc Huyền ăn bánh tầm bì không? Thôi không nói. Đi, mọi người đoán đi. Chè đó là chè gì vậy? Chè đậu xanh. Ai chúc cho chị ăn chè đậu xanh nha. Chè đậu xanh của Trinh Trinh cũng ngon quá nè. Rồi con bỏ ớt vô, bỏ chân vô. Quá ngon luôn. Chào em gái Mỹ Xuân Lê. Có gặp anh hai chưa Mỹ Xuân Lê ơi? Nguyễn Lê Tuyết Vân, em thích xem mấy tuần của chị với anh Vũ Linh. Cảm ơn em nha. 1,000 mấy rồi đó chị yêu. Ờ, thôi kệ 1,000 mấy rồi, để mà nói chuyện với mọi người để quảng cáo cho show của ngôi sao Phương Nam. Còn 2 phần bánh khọt nữa, nói như còn 2 phần nữa nha. Còn 2 phần nữa nha cả nhà. Thôi ngồi đi, ngồi im để cho cả nhà xem chứ cái gì mà nó cứ sạc tới sạc lui hoài. Rồi bây giờ bánh khọt nha. Nè bánh khọt mình review lại cái bánh khọt. Đúng rồi, Thi Bùi hay quá vậy Thi Bùi. Cảm ơn em nha, đúng rồi, y chang vậy đó Thi Bùi ơi. À đúng rồi, anh Vũ Linh dạy Ngọc Huyền ăn bánh tầm bì. Dạ cảm ơn mình chị gái nha. Cả nhà ơi, cả nhà nếu mà ở Richmond á, ở Melbourne á, thì cả nhà đến với nhà hàng Thiên Nga, tức là Thanh Nga Nai nha, 118 Victoria Street Richmond nha. Đây nè, có con tôm đó đây nè. Đây nè, con tôm đây nè. Đó, cả nhà thấy có người ăn trước ăn sau là tại vì chúng tôi tới trễ. Ngọc Huyền, Vũ Luân, Phạm Anh Tuấn, Hồng Ni và Hồng Loan. Và thư ký của bé Hồng Ni là tụi tôi ở nhà của chị Thanh Nga Nai, cho nên là tụi tôi dậy trễ đó, cho nên tụi tôi đến trễ. Còn bên anh Kim Tự Long thì là order trước, cho nên ăn trước, rồi tụi tôi mới bắt đầu order đó, vô rồi mới order đó. Ôi dơ mơ phở nữa không? Thôi chịu ăn nữa, chút nữa chị hấp miếng nước ra. Mình bánh khọt. Quả nhiên là ngon. Bên này đang là 3:09 chiều, còn bên Việt Nam mình là 12 giờ trưa phải không cả nhà? Cho chị xem cái giấy hả? Cảm ơn chú Đại Bi nha. Chào VV của chị. Bây giờ bên này là 3:09 của chiều, chắc bên Việt Nam 12, bên Việt Nam mình là 12:09, cách nhau 3 tiếng tại Melbourne. Hà Tiên có coi mẹ ăn không Hà Tiên ơi? Ngon quá con ơi, có dịp mẹ đưa Hà Tiên qua Úc chơi nha. Gia đình mình hẹn hò nha, nếu mà đi qua Úc thì đi mùa hè bên này là tháng 12. Thịt bò đây ngon, bò Úc quá ngon luôn.
rất là mềm, gân mềm lắm luôn á chị. Ừ, gân ngon quá. Anh ăn rồi hả anh? Dạ. Xin lỗi hôm qua tụi em về khuya quá đó, cho nên tụi em dậy trễ, tụi em ăn trễ, ngày mai thì ăn đúng giờ hơn. Ừ. Chào Nhìn Dòng Đời, chào em trai của chị, lâu lắm rồi mới gặp em nha. Đặng Sơn Tuyền, Nguyễn Úc. Ừ, em ké chị yêu, cảm ơn Nguyễn Úc. Chào Phước Nguyễn, chào Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Thấy các em, các cháu nghệ sĩ mộc mạc dễ gần cưng quá. Dạ, dạ, xin cảm ơn, không biết cô hay là chị, dạ, gọi chị nha, Nguyễn Thị Hồng Hạnh nha. Út nhớ, ô, chào em gái, lâu quá mới gặp em. Chị Huyền dễ thương, cảm ơn Lê Lưu nha. Loan Phạm, chị Ngọc, nghệ sĩ Ngọc Huyền ăn ngon miệng. Dạ, xin cảm ơn Thanh Liêm, Nguyễn Kiệt, cảm ơn con. Mỹ Liên, Tiên Quách. Trời, Ngọc Huyền không có đeo mắt kiến mà vậy là mắt còn sáng lắm ha cả nhà ha. Bánh khọt bên đó có bà, có béo giống Việt Nam không? Ngon, ngon lắm. Để review thêm cái nữa nha. Là mình ăn ba cái bánh khọt. Đây nè, có nhân đậu xanh, rồi có con tôm ha ở giữa, rồi có đây nè tôm ha, rồi có tôm cháy nữa, béo, rất là béo, rất là béo luôn cả nhà. Bỏ một miếng nước dừa vô. Bỏ một tiếng nước mắm. Nước mắm ớt nhưng mà không có cay lắm. Mắm ớt mà quý vị biết sao cho nó không cay không? Là chúng ta lấy hột ra. Nghe không? Này ăn. Ngon quá. Ngon quá. Cảm ơn Hoa Lê nha. Cảm ơn cả nhà thương yêu. Sẵn đây Ngọc Huyền quảng cáo show luôn nha cả nhà. Khi nào về nhà Trang Việt Nam sẽ đón chị. Dạ cảm ơn. Cảm ơn Mỹ Dung. Rồi cả nhà nhé. Là cả đoàn của Ngọc Huyền còn một show ở tại Melbourne ngày 13 tháng 4 này. Hiện giờ đang open thêm 10 bàn nữa. Để cho cả nhà mà nghe cái news sao có thể đến mua vé, xin gọi cho Luân với số điện thoại là 0478016188, tức là em ruột của anh Kim Tử Long đó nha, 0478016188 cả nhà nhé. Rồi cả đoàn sẽ ở chơi thêm 2 ngày nữa, 14 và 15. Tới tối 16 thì ra phi trường đáp tới Việt Nam á, là ủa mình tới Việt Nam mấy giờ ta? 7 giờ sáng tới Việt Nam là 7 giờ sáng ngày 17 tây tháng 4 thì Ngọc Huyền vào phòng thu của anh Thanh Phú Studio để mà thâu cái bài là Việt Nam Tôi Yêu. Không? Của bác Châu Phú gửi cho Ngọc Huyền hát. Sau đó đó là ngày 18 tây thì Ngọc Huyền ready quần áo đồ đạc của Ngọc Huyền để ngày 19 tây đó là Ngọc Huyền đi quay MV cái bài Việt Nam Tôi Yêu. Sau đó đó là Ngọc Huyền hát cho luôn Tô Hương Nam, có trích đoạn cải lương Thánh Xà Bạch Xà nha, mọi người đón xem Ngọc Huyền hát dài tới lúc đó biết. Đây, bánh khọt. Ủa, hồi nãy cơm gà của con ra rồi hả? Dạ, con gọi. Trời ơi, không sao rồi, tôi chưa có review nghe. Rồi, giờ tới phiên nói chuyện tiếp. Rồi, xong hai cả nhà ha, rồi. Xong cái ngày 19 tây, Ngọc Huyền hát Lô Tô Hương Nam xong á, thì Ngọc Huyền sẽ có một cái show là
gala ngôi sao miệt vườn, có anh Kim Tử Long nữa, có anh Minh Nhí, có anh Châu Thanh, có ai nữa hả? Đưa poster nè, poster nè, bé Hà đưa poster đây, đưa cái này của anh bé Hà show cho chị. Đó là ngày 20 Tây tại Long An nha cả nhà, tại Long An, 20 Tây tại Long An cả nhà ha. Rồi đây cái poster nè, anh Bảo Trung, có anh đây nè, poster đây, có anh Bảo Trung nè, có anh Minh Nhí nè, có Ngọc Huyền, có anh Châu Thanh, có anh Kim Tử Long nè, có Thùy Trang nè, một số dàn ca sĩ nghệ sĩ ở dưới nữa nha. Đây ở tại Long An nha, ngôi sao miệt vườn vào lúc 19 giờ ngày 20 Tây tháng 4 xong 21 là Ngọc Huyền bay về Mỹ, mà đặc biệt á tại vì bên Mỹ đó là đi sau Việt Nam mình cho nên Ngọc Huyền bay tới Mỹ đó là đúng sáng ngày 21 và tối 21 Ngọc Huyền hát chung với chị Phương Hồng Thủy và Thoại Mỹ nha, cho show mà gây quỹ khóa tu học Bắc Mỹ. Bé Hà cầm giùm chị đi. Đó, bây giờ Ngọc Huyền quảng cáo cái show của ngôi sao miệt vườn ngày 20 Tây tại Long An nha. Ủa rồi cái poster của Lô Tô Hương Nam đâu ta? Chưa có hả? Tại các em đó nó lúc nào cũng đăng trễ thôi. Đó. Dạ dạ, gói cuốn của Ngọc Huyền. Đó, quá ngon. Trời ngon quá chị. Ủa chụp hình ha ha. Hai chụp hình cái gì thôi. Ồ nãy giờ mình quên chụp hình ha. À Linh Huỳnh nói Long An địa chỉ tại chỗ nào của Long An vậy chị Huyền? Ha ha, đọc tên lại cái chỗ nào của Long An. Bà bị đi làm răng. Thiếu một người, ngày mai là đầy đủ. Cả nhà đợi mình Ngọc Huyền tí nha. Sân vận động tỉnh Long An. À, số 7 Trương Định. Hay ăn bánh tâm bi. Hay bánh tâm bi thế này. Đó, đó, món của người yêu thương thích, nó nhỏ nhỏ. Trong thời ta nói mình lợi dụng cho nên thôi. Nên nhỏ nhỏ. Món người tôi thích bánh tâm bi ngon quá, ngày mai ăn bánh tâm bi. À, cái đó là bên kia gọi. À bên à chào. Chào bạn. Hình như bữa điện vậy đó. Dạ đúng rồi, livestream mấy hộp phải không? Mà nãy giờ chắc gì ăn nên không có. Dạ. Đây. Đây. Dạ. Chào em. Đây em Long nè. Đó. Hai anh em mình chụp bánh nè. Đúng rồi. Ủa chứ con có cho em chụp không nè? Vô luôn. Rồi. Ha, cầm cho chị ha. Chị chụp hình với Long. Dạ, đi vô dưới đi. Long ngầu quá. Còn hai phòng bếp khọt á bên đó. Thì chị Huyền tắm mình lắm. Bên lòng trung tâm năng quá. Đây nói chuyện liền, đặt vé liền. Đọc anh lớn, anh đọc số của anh lại cho người ta luôn là gì mẹ em? 0478 chị khoan nha, đem chưa cái đi em chụp hình cái em gọi cuốn thôi. Cuốn hết hấp dẫn quá.
bún mắm đó mình về hàng ngày mình ăn là bún mắm cho mình đen nè. Bún mắm đen là cái này là bún mắm của Mai Ca ăn thừa đó, mà tại vì chị muốn ăn thử cho nên chị hâm lại. Trời, cái gỏi cuốn ngon quá. Ni ăn đỡ cái gỏi cuốn không? Đẹp không? Ngon quá, ngon quá, đẹp quá chị. Hà, bánh khọt chị còn để cho em nha, chị không ăn bánh khọt nữa đâu. Chị sẽ ăn một cái gỏi cuốn. Hà quay lẹ cái Hà live stream cho chị đấy Hà. Chị cầm mệt quá mà để đây thì mệt quá. Đấy. Ở Melbourne em. Cái này nó ngon này cả nhà. Là không có chanh. Nó thì nó sẽ ngon hơn. Thiên nga. Cả nhà thấy trái tim không? Trái tim lát cái tô để giữa. Lát cái tô để giữa. Trái tim rất là kỹ đồ hà chưa. Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn chưa? Đợi chút xíu, tại tụi nó không có bấm vô nữa. Thành ra là okay, dạ đúng rồi chị, nhà em hồi xưa ở Cao Thắng đi Điện Phủ. Ngon quá thì nha ơi. Hồi xưa đường Cao Thắng hả? Dạ Điện Biên Phủ quận 10, quận 10 giáp ranh quận 3, gần Đạp Hát Bãi Đồng. Mẹ nói là ăn thêm miếng gà, thứ hai là bún mắm. Với mẹ có ăn cả cái miếng khổ của mẹ làm đó. Ủa Mai Ly, ủa xin hỏi bạn kích bạn với Hà đi, bạn là bạn hồi nào, bạn ở nhà gần đó hả? Cái này nè, giờ mình thích ăn vậy là phía sau này biết sợ chứ là ngon phải càng lên chứ mình cứ chăm chăm cũng có đủ lượng sốt. Mà ngày đó lớp 15-10 quá trời luôn nha Thảo nha. Bún này là bún nước gà súc căng, nấu có nước dừa tươi trong cây. Cho nên cái vị ngọt của nó là vị nước dừa tươi, nước dừa tươi. Em ơi, đoàn đang ở ăn ở quán nào cô? Quán Thiên Nga. Quán Thiên Nga là ở 118 Victoria Street, Richmond, Melbourne. Nha cả nhà. 118 là quán Thiên Nga. Ngày xưa là Thiên Nga. Cảm ơn bạn. Bây giờ là Thiên Nga. Dạ. Em có mang thịt không? Có mang thịt không? Em có mang thịt không?
Em không ăn nữa, em no lắm rồi. Anh thử em còn gỏi cuốn nữa, em còn bánh tè rồi. Tại vì em muốn ăn nhiều món cái mình vui quá, chứ thật sự ra là em vậy là đủ rồi, dạ có đủ rồi đi. Nó là cái nước nào nữa chị? Nước này cũng là em bị ớn giờ. Nó nấu là nấu thịt tươi không á? Nhớ là ngày nào để ta phù hợp là từ đây chị em ăn tới 4 món được anh hai, chứ không phải 2 món đâu, bây giờ thành 10 món rồi. Nãy giờ em được 4 món mà. Em chỉ còn thiếu cơm gà. Ồ, ở đây có cơm gà siêu siêu anh hai mê lắm luôn. Cơm gà Hải Nam. Cơm gà Hải Nam. Gà đi bộ á. Gà đi bộ á. Mà lại còn cái gì? Có cơm gà giòn nữa nha. Cơm gà giòn. Ở đây có bò 7 món nữa. Nghĩa ơi, sáng 17 đón chị lúc 7 giờ sáng nghe em dạy. Mỹ Xuyên nói nè, em đọc nguyên văn nè, nay chị Hà xả vàng cho chị Quyền ăn hả? Không hề nha. Nhưng mà giờ cản gì nữa, đã bị cầm máy rồi. Ngon quá. Cầm máy cho Quyền ngồi thưởng thức. Ngon quá hả? Cho xá vàng hơn đi, ngon quá. 17 lúc 7 giờ sáng nghe em trai ngày 17. Chết. Nó xong rồi, Úc này được cái gì đâu? Chị ghi nè, qua Úc ăn quên ngừng luôn. Ngon quá, mắt ngon quá chị ơi. Anh Ti đó, anh Ti nhắn vậy đó. Quên ngừng. Đây là anh Tỷ, chồng của chị Thanh Nha. Chị Thanh Nha, bà chủ quán. Còn tôi, bây qua tôi là em bà chủ quán. Em luôn bà chủ quán, đây là chồng của bà chủ quán, còn bà kia là mong bà chủ quán. Bà ba tuổi tác kìa, trai đẹp trai quá. Ơi, ê tao nãy giờ chưa ăn nha mẹ, nó nói em ăn cho ngập kìa. Khổ thân đấy hả? Gia đình chúng tôi đã live stream, xin tạm dừng tại đây. Quý vị ơi, ghé quán Thiên Nga 118
Victoria Richmond ở tại Melbourne nha. Thì chị Thanh Nga là đã tài trợ cho cái show chỗ ở tạm của cho đoàn của chúng tôi trong khi năm tại châu và mức giảm đấy thì thật sự ra là còn khoảng ba bàn là số ba đó rồi. Mình Long quyết định mở thêm 10 bàn nữa một chút xíu cho cả nhà đi vào đó đông vui, nào học có hào đông vui, đông vui ha. Thì cả nhà có thể liên lạc với em Rung, chú Tư Rung là em cũng đang đi Vĩnh Long đó, với cái số điện thoại là 0478016188. Chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.